Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hảo Official. Chúng ta lại tiếp tục trải qua thêm một phiên giao dịch rất là buồn tẻ, cũng như khá là khó chịu khi mà chúng ta mặc dù mỗi phiên chỉ giảm có từ 5 tới 7 điểm, nhưng mà hiện tại đã là phiên giảm thứ ba liên tiếp rồi và nó khiến cho cái tâm lý của nhà đầu tư đang cực kỳ là tiêu cực. Tuy nhiên thì với Hải á, thì Hải lại nhìn thấy một số những cái điểm sáng, nó đang le lói ở trên thị trường. Và chúng ta có thể bắt đầu canh mua cổ phiếu ở trong tuần sau khi mà những cái dấu hiệu này nó xuất hiện. Và cái dấu hiệu đó là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong cái video ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mọi người chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có để bên dưới này thì Hải sẽ có tư vấn và sẽ có khuyến nghị hoàn toàn miễn phí. Còn anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia vào room khách hàng á, chúng ta có thể đọc cái hướng dẫn ở bên dưới. Và chúng ta liên hệ với Hải qua cái số điện thoại ở bên dưới này. Rồi, quay trở lại với thị trường. Thì chúng ta vừa mới trải qua một cái phiên mà thị trường nó thủng mất cái đường trendline. Có đúng không ạ? Tuy nhiên thì thực tế là nếu mà chúng ta có xem cái video gần nhất của Hải về cái việc mà Hải nói rằng là tại sao thị trường vẫn đang rất ổn á, thì chúng ta sẽ biết được là cái việc mà Hải đã từng chia sẻ là cái đường trendline này á, nó thật ra không mang nhiều ý nghĩa. Tại vì chúng ta đã bước vào một cái đoạn sideways rồi. Và khi mà chúng ta bước vào một cái đoạn sideways á, thì thông thường những cái đường trendline ngắn hạn này nó hay bị đánh thủng. Và đặc biệt nó rất thường được sử dụng để nó mang tính rũ bỏ. Và một cái trường hợp tương tự là chúng ta đã từng vẽ ra, chính là cái trường hợp này khi mà chúng ta đang trong một cái nhịp mà thị trường không rõ là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nó một cái nhịp hồi phục rất mạnh, tương tự như chúng ta gần đây là hồi phục từ 1020 và hồi lên 1130, tức là hơn 100 điểm. Nhưng mà nó lại tiếp tục rơi rất mạnh và bước một vào một cái vùng tương đối là khó chịu. Thì cái phiên giao dịch ngày 27 tháng 9 cũng là một cái phiên mà thị trường đánh đánh thủng mất cái đường trendline, đánh thủng mất cái xu hướng tăng ngắn hạn ở trong cái thời điểm đó. Nhưng mà cuối cùng thì sau khoảng tầm 5 phiên thị trường nỗ lực phục hồi và đã lấy lại được cái trendline này và sau đó tiếp tục tăng. Có đúng mà, nhưng mà cái nhịp sau anh chị nhìn này ha, cái nhịp sau chúng ta vẫn thường xuyên có những cái nhịp mà nó đánh thủng mất cái đường trendline, hoặc thậm chí chúng ta vẽ như này cũng được, cũng như nhau cả. Khi mà nó sẽ có những nhịp nó đánh thủng mất cái đường trendline và nó rơi, thì cái trường hợp này hãy nghĩ rằng nó cũng khá là tương tự nhau. Ở cái vùng này thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta có một cái biên dưới là cái vùng khoảng tầm là vùng giá 1100 và cái biên trên khoảng tầm là 1130. Thì sau khi chúng ta nhiều lần chúng ta không vượt được cái vùng 1130 á, nó đơn giản chỉ là rơi về cái vùng giá 1100. Tuy nhiên thì có khả năng chúng ta sẽ có thêm những nhịp rung lắc, tại vì cái vùng giá 1100 này á là một cái vùng mà có rất nhiều người chúng ta vẫn đang trông chờ và chúng ta vẫn đang tin cậy vào. Cho nên rằng là cái việc mà nó có một cái nhịp đánh rũ bỏ, đánh thủng mất cái vùng này để nhiều người họ cắt lỗ á, là một cái chuyện rất sẽ gọi là rất có khả năng sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta cũng không có nên quá tin vào vùng giá 1100 này, mà có thể sẽ đâu đó khoảng tầm 1009x chẳng hạn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ lưu ý thêm là hiện tại chúng ta vẫn chưa hề có nhịp rũ cao trào. Ở trong toàn bộ 3 phiên thị trường giảm liên tiếp thì chúng ta thấy rằng là những cái nhịp giảm của thị trường á, nó chỉ có một vài cây nến vô to thôi, như là phiên ngày 13 tháng 12 thì chúng ta chỉ có hai cây nến có vô to, có đúng không ạ? Và tương tự là gì, cái phiên gần nhất là phiên ngày 14 tháng 12 chúng ta cũng chỉ có khoảng tầm là ba cây nến có vol to và sau đó thị trường nó hồi phục ngay lập tức, tương tự với phiên gần nhất. Có đúng không? Với phiên gần nhất chúng ta mặc dù cuối phiên thị trường giảm, nhưng mà thứ nhất á, là nó đến từ cái vấn đề là cơ cấu quỹ, có khá nhiều các cổ phiếu gọi là trụ bị bán ở trong cái nhịp cuối phiên này. Và ngoài ra thì sao ạ? Chúng ta nhìn qua về mặt thanh khoản thì trong toàn bộ cái nhịp giá giảm này thì chúng ta chỉ có hai cây nến cuối cùng vào lúc 2:24 và lúc 2:27 là chúng ta xuất hiện thanh khoản có vẻ cao hơn so với bình thường, nhưng mà nó vẫn chưa mang yếu tố là rũ bỏ. Tại vì chúng ta nhìn qua về mặt cổ phiếu á, đây ở bên nhóm bất động sản chúng ta vẫn có khá nhiều cổ phiếu đang xanh điểm, bên nhóm chứng khoán cũng vậy, chúng ta vẫn đang có các cổ phiếu xanh điểm và cả là cả nhóm thép. Thì chúng ta thấy rằng gì, đa phần các cái mức giảm nó chỉ khoảng tầm dưới 1% và thậm chí rằng Nam Kim còn xanh 2%. Thì điều này chứng tỏ rằng chúng ta đang chưa có nhịp rũ cao trào và đa phần thì nhà đầu tư họ vẫn đang canh mua
nhiều hơn là họ đang canh bán. Cho nên chúng ta sẽ phải lưu ý về cái trường hợp này. Thì cái vùng giá 1.100 hiện tại nó vẫn đang chưa có nhịp trụ cao trào, thì vẫn sẽ có khả năng chúng ta có một cái nhịp đánh thủng, nó quét hết những cái mức cắt lỗ của nhà đầu tư, sau đó nó mới hồi phục lên, thì là một cái kịch bản mọi sẽ lưu ý ha. Và ngoài ra chúng ta sẽ đánh giá qua về một số những cái điểm tích cực, mà đây là một cái dấu hiệu mà theo họ chúng ta có thể canh mua, là cái việc mà các cổ phiếu á, nó đang có dấu hiệu tạo đáy trước thị trường. Và bằng chứng rất rõ anh chị có thể thấy là có thị trường đã giảm 3 phiên liên tục rồi nha, đã giảm 3 phiên liên tục rồi, nhưng chúng ta bắt đầu có một số cổ phiếu bắt đầu có vốn vào và hồi phục. Điển hình nhất chính là nhóm chứng khoán. Khi mà trong nguyên một cái nhịp thị trường giảm vừa rồi, cái lý do chúng ta có thể kể đến nhiều nhất chính là cái thông tin KRX sẽ không kịp vận hành ở trong cuối năm nay. Nhưng nhóm chứng khoán lại là nhóm bị bán rất ít, và chúng ta thấy rằng ví dụ như VND thì tính từ cái điểm ra tin cho tới cái mức giá cao nhất chúng ta chỉ mất có 3%, hoặc thậm chí rằng anh chị chúng ta có bán ở mức giá thấp hơn nó cũng chỉ khoảng tầm dưới 5%. Tức là gì? Các cổ phiếu này nó không gặp một áp lực cung quá lớn. Cái phiên vừa rồi, một cái phiên giả VND có cầu vào, đúng mà, có cầu vào và chấp nhận ăn lên. Tuy nhiên thì có một lượng nhà đầu tư họ kẹp hàng thì họ bán xuống lại. Nhưng mà nó vẫn cho thấy rằng là gì? Cầu nó vẫn đang chấp nhận ăn vào cái cổ phiếu này. Và đây chính là tín hiệu mà họ muốn nói. Khi mà nhóm chứng khoán chính là nhóm ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường trong cái đoạn vừa rồi về mặt thông tin, thì đây lại là nhóm đầu tiên phục hồi ở trong thị trường hiện tại. Với VND, SSI thì chưa, nhưng mà SSI thì cũng giảm rất ít nha. VND á, thì đã bắt đầu lắp ghép và rơi về biên dưới rồi. Nhưng mà SSI sao ạ? SSI thì cũng rơi rồi, nhưng mà nhìn chung á, thì cái cổ phiếu SSI này tính ra từ cái mức giá cao nhất á, nó cũng khoảng tầm mới cái 5% thôi, thì nó cũng gần ngang với VND. Thì chúng ta có giờ VCI cũng có cầu vào này, nhưng mà cuối phiên thì hơi bị chốt một tí. MBS thì bắt đầu tăng lên lại, đúng mà, MBS thì chúng ta chỉ còn cách có một tí xíu thôi, khoảng tầm 4%, hay là cái mức giá cao nhất đó, nó chỉ khoảng tầm là 2%, khoảng 2% thôi. Nhóm chứng khoán đã bắt đầu có cầu vào và đã bắt đầu chấp nhận ăn lên những vùng giá cao rồi, thì chỉ cần một vài phiên nữa thôi, khi mà cái lượng cung phía trên đó, nó bán hết rồi, thì nhóm chứng khoán sẽ là động lực để giúp thị trường phục hồi. VIX cũng vậy nè, bắt đầu có những tín hiệu xanh điểm trở lại rồi. Thì dĩ nhiên khi mà tăng giá lên thì vẫn bị chốt ngược về, nhưng mà việc mà vẫn còn xanh điểm á, là một cái điểm cộng rất là lớn với mặt cổ phiếu VIX, đúng không ạ? SHS cũng vậy nè, bắt đầu có tín hiệu về ăn lại những cái phiên trên rồi. HCM nè, có đúng mà, HCM rất là khỏe và đã bắt đầu ăn lên dần trở lại rồi. Tương tự với lại nhóm FTS hay là CTS, thì anh chị thấy rằng là bắt đầu có tín hiệu có cầu vào mua rồi, thì nó chỉ cần là gì ạ, nó rũ bớt cái lực cung như này thôi, đúng mà, tại vì đây là một cái phiên mà thị trường nó mở gap á, thì khi nó mở gap thì cái nhóm chứng khoán này có rất là nhiều người họ FOMO, họ mua vào, cho nên là bây giờ khi mà nó hồi lên á thì nó sẽ bị cái lượng người này họ bán xuống nè, thì họ bán xuống, cho nên rằng là chúng ta sẽ phải tốn khoảng tầm là 2-3 phiên để cho có thể ăn lại hết hết cái lực cầu. Nhưng mà chúng ta xét về mặt là nhóm chứng khoán á, thì theo họ thấy rằng đang rất là tốt về cái mặt là bắt đầu hồi phục trước thị trường, mặc dù thị trường vẫn giảm nhưng mà nhóm chứng khoán đã bắt đầu có nhịp hồi phục rồi. Mặc dù đây là nhóm không rơi về bên dưới nha, chúng ta lưu ý về nhóm chứng khoán nãy giờ hãy kể qua, thì các cổ phiếu này vẫn chưa rơi về bên dưới. Cái biên dưới của VND á, nó sẽ nằm ở vùng giá khoảng tầm 21, thì chỉ mới tới 21.4 thôi VND đã bật rồi, mặc dù thị trường bây giờ mới trở về bên dưới, thì đây là dấu hiệu cho thấy rằng nhóm chứng khoán đang khỏe hơn so với thị trường chung. Tiếp theo là nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản là cái nhóm đã rơi về biên dưới rồi, nhưng ngày hôm nay là lúc không phải ngày hôm nay mà là phiên thứ sáu vừa rồi là lúc nhóm bất động sản bắt đầu lên tiếng, với gì ạ? Với cổ phiếu đất xanh. Chúng ta thấy rằng đất xanh là cổ phiếu đầu tiên rơi về biên dưới trước thị trường, và đây cũng là cổ phiếu đã bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy, khi mà đất xanh đã 5 phiên rồi không hề thủng mất cái biên dưới chính là vùng giá 18, đúng mà. Và DG thì chúng ta thấy rằng là chưa rơi về biên dưới ha, DG thì chưa rơi về biên dưới của DG là vùng giá 24, thì hiện tại ở quanh 25 thì bắt đầu có cầu rồi, nhưng mà nhìn chung thì chắc là vẫn sẽ rơi thôi, tại vì cái rong nến còn dài. Và thông thường thì khi mà những cổ phiếu khác nó đã rơi rồi á, thì các cổ phiếu còn lại nó sẽ không có trụ nổi đâu, thì DG theo hại vẫn sẽ rơi vùng giá 24 sớm thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là bắt đầu có cầu đỡ rồi với DG, đúng mà, với VON vào ngày 15 tháng 12. Novaland cũng vậy, khi mà rơi vào biên dưới ở quanh vùng giá khoảng tầm 16 á,
thì Novaland đã bắt đầu có tín hiệu bật và có cầu vào nha, bật và có cầu vào cũng như đóng nến cao hơn 1/2 thân nến so với phiên trước. Thì đây cũng là một tín hiệu tốt cho thấy rằng cổ phiếu Novaland đã bắt đầu có tín hiệu tạo đáy trước thị trường. Phát Đạt cũng vậy, ha, Phát Đạt cũng vậy. Chúng ta nhìn vào vol của Phát Đạt này thì chứng tỏ rằng gì, phiên vừa rồi mặc dù cung là lớn nhưng mà cầu thì cũng không kém, đúng không ạ? Cung là lớn rồi nhưng mà khi đã rơi về biên dưới rồi á thì cầu vào Phát Đạt cũng rất mạnh. Thì vùng giá 26 này cũng là một cái tín hiệu chúng ta thấy rằng là hoàn toàn có thể canh mua với cổ phiếu Phát Đạt, ha. Một số cổ phiếu khác như là CEO, nhà Từ Liêm thì vẫn còn cao quá thì không nói, nhưng mà Nam Long nè, Nam Long cũng bắt đầu rơi về biên dưới ở quanh vùng giá là 35. Thì chúng ta thấy rằng là ở quanh 35 á, Nam Long vẫn đang có cầu, đúng không ạ? Rút chân khá là dài thì khả năng nó sẽ giữ thôi. Ở với một cái phiên như này Nam Long vẫn chưa nói được gì nhiều, nhưng mà khoảng vài phiên sau thì hãy nghĩ rằng là nó vẫn sẽ có tín hiệu tốt. Ở HDC thì cũng vậy ha, khi mà rơi vào biên dưới ở quanh 32 á thì cũng bắt đầu có đỡ đỡ một tí rồi, ha, bắt đầu có đỡ đỡ một tí rồi, mặc dù không nhiều ha, mặc dù không nhiều. À, rồi ở bên phía khu công nghiệp thì chưa có gì mới. Ở khu công nghiệp thì như Kinh Bắc thì cái biên dưới của nó khoảng tầm là 30 cho tới 30.5, thì hiện tại ở vùng này nó vẫn chưa có tín hiệu gì quá tốt. SJC thì cũng vậy, cái biên dưới của SJC nó sẽ khoảng tầm là 40 cho tới 40.5 á, thì hiện tại vẫn còn cao quá, thì chúng ta sẽ chưa nhìn thấy cái động lực là cái lực cầu của các cổ phiếu này. VGC cũng vậy ha, cái biên dưới của VGC nó sẽ khoảng tầm là 52, thì bây giờ vẫn còn xa lắm, vẫn còn cách tới gần một giá 0,9 like. Thì các cổ phiếu này nó vẫn đang chưa hình thành những cái động thái là có cầu bắt, nhưng mà các cổ phiếu như là nhóm chứng khoán và cái nhóm bất động sản là hai cái nhóm mà chúng ta thấy một cái sự rất là rõ ràng là có cầu vào và nó đang có tín hiệu tạo đáy trước thị trường. Ở nhóm thép thì chúng ta có Nam Kim, đúng không ạ? Mặc dù là Hoa Sen và Hòa Phát thì chưa có tín hiệu gì là quá khỏe. Thật ra Hoa Sen thì cũng được rồi mọi người. Hoa Sen thì hãy nghĩ rằng là cái vùng biên dưới là cái vùng này nè. Đây nè. Cái vùng giá khoảng tầm là 20.5 á, là cái vùng biên dưới của Hoa Sen rồi. Chúng ta bắt đầu thấy rằng là có những cái nhịp mà Hoa Sen nó kéo lên là vùng giá 21.3 rồi. Mặc dù không được khỏe như Nam Kim nhưng mà rõ ràng là Hoa Sen cũng đang có tín hiệu có cầu rồi. Thì nếu mà Nam Kim nó vẫn cứ giữ khỏe thì rồi Hoa Sen nó cũng sẽ quay trở về thôi. Thì Hoa Sen là một trong những cổ phiếu mà Hải có khuyến nghị mua ở một vài video trước. Và dĩ nhiên là ở trong nhóm khách hàng Hải cũng đã bắt đầu mua rồi. Thì đây vẫn là một điểm giá tốt cho anh chị chúng ta có thể canh mua với Hoa Sen. Còn Hòa Phát thì với những cái lực bán rất là mạnh đến từ khối ngoại, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Hòa Phát của em rất là khỏe. Đây, khối ngoại bán Hòa Phát liên tục tì luôn. Nhưng mà hiện tại Hòa Phát của em rất là khỏe. Thì chúng ta vẫn có thể khá là yên tâm về cái cổ phiếu này nếu mà chúng ta muốn đầu tư dài hạn. Nhắc cho mọi người là cái phiên vừa rồi á, chúng ta nhìn qua và cái động thái của khối ngoại á thì bán tới là 1.400 tỷ, mà thật ra không phải nha, đây là nó có liên quan tới vấn đề cơ cấu quỹ. Thì có một vài quỹ là ở nước ngoài thì họ bán, cho nên nó tính vô nó tính vô trong này, chứ không phải là khối ngoại họ bán tới 1.400 tỷ đâu. Thì chúng ta lưu ý ha, Hòa Phát chúng ta bán hơi nhiều nè, bán khá là nhiều ở trong cuối phiên. Thì đó là thép. Rồi một vài nhóm ngành khác đi, chúng ta qua về đầu tư công. Rồi, đầu tư công chúng ta thấy rằng vẫn đang giảm. Đó, bởi vì hiện tại thì nhìn chung là cái nhóm này nó vẫn đang ở cái vùng biên trên mà. Nó vẫn chưa có rơi vào biên dưới. Thì như là VCG thì nó điều chỉnh khoảng tầm 1%. Nhưng chúng ta thấy rằng HHV này cũng điều chỉnh tương đối bình thường thôi. KSB hay là FCN và Licochi thì nhìn chung là các cổ phiếu thuộc dạng đầu tư công á, hãy thấy rằng là chưa có tín hiệu gì quá tốt cả. Tại vì nó vẫn đang ở biên trên mà. Nó vẫn ở biên trên hoặc là lưng chừng, chứ còn chưa rơi vào biên dưới. Thì cái biên dưới nó sẽ nằm ở cái vùng giá khoảng tầm quanh cái vùng là 11.7 như là Licochi. Thì thật ra là nó khoảng tầm một phiên nữa. Thì nhìn về thị trường thì chúng ta thấy rằng nó hơi tệ một tí. Nhưng mà chúng ta sẽ có thể nhìn qua vào một số những cái ví dụ nè. Ví dụ là cái phiên này. Đây, cái nhịp này thị trường cũng rơi từ 1060 và rơi về. Thì chúng ta cũng có 3 phiên giảm liên tục. Và cái phiên giảm vào ngày 20 tháng 3 cũng là một cái phiên giảm khá mạnh với hơn 2%. Nhưng mà cuối cùng thì sao ạ? Sau cái phiên đó, thị trường chúng ta rung lắc thêm một tí nữa và nó bắt đầu nó phục hồi liên tục tì khoảng tầm là 10 phiên liên tục. Thì cái nhịp này hãy nghĩ rằng nó cũng sẽ có thể tương tự. Tại vì chúng ta nhìn qua về mặt thanh khoản á, thì thực tế rằng là cái phiên vừa rồi một cái phiên thanh khoản là 15,8 nghìn tỷ. Nhưng mà vấn đề nó sẽ đến khá nhiều từ cái việc cơ cấu quỹ, thì nó cũng sẽ chiếm một phần. Chúng ta sẽ nhìn qua một số những cái mã cổ phiếu, ví dụ như chúng ta qua về hồi nãy hãy có thấy một cái mã. Đây, chúng ta qua về Masan nè, thì anh chị thấy rằng gì? Cái thanh khoản của Masan nó đột biến, đúng không ạ? Giảm 3%. Thanh khoản đột biến thì nó sẽ có tác động tới thanh khoản chung, hay là chúng ta sẽ có là VRE, không phải VRE. Đây, cái mã cổ phiếu là VIX nè, cái thanh khoản của nó cũng có sự bùng nổ khoảng tầm gấp đôi so với trung bình. Hoặc là Vinhome cũng có sự đột biến nè, và cả là Vinamilk nè cũng có sự đột biến. Nó khá là đột biến so với những phiên trước.
Thì nhìn chung á là cái phiên vừa rồi chúng ta mặc dù thanh khoản là 15,8 nghìn tỷ, nhưng mà thực tế là cái vấn đề là thanh khoản của một số cổ phiếu trụ nó bị bùng nổ nhiều quá, tại vì vấn đề cơ cấu quỹ. Thì thật ra thanh khoản chúng ta nó sẽ chỉ khoảng tầm là 12-13 nghìn tỷ, tức là nó khá là bé, nó ở mức là trung bình thấp á. Thì với một cái nhịp mà thị trường giảm, thanh khoản ở mức trung bình thấp và có nhiều cổ phiếu đã bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy trước thị trường rồi, thì theo Hải nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn không có vấn đề gì để chúng ta phải lo lắng về chuyện tại cả. À, có chăng chỉ là thị trường nó hiện vẫn chưa có nhịp trụ cao trào mà thôi. Nhưng mà thực tế mọi người, nếu chúng ta có để ý, Hải thấy rằng là không chỉ Hải nha, rất nhiều anh chị khách hàng của Hải và thậm chí rằng là khách hàng của đồng nghiệp Hải và cả đồng nghiệp Hải luôn đều nói rằng là thị trường hiện tại chưa có trụ cao trào, thì khả năng là gì ạ? Khả năng là sẽ có trụ cao trào, sau đó sẽ rút chân và bật lên tăng. Thì thực tế rằng đang có quá nhiều người nghĩ tới kịch bản này, cho nên là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ nha. Thì nhiều khi á, là nó không sẽ là kịch bản ở đâu ha, tại vì hiện tại chúng ta thấy rằng gì, cầu đây không dám bắt, tức là mặc dù vẫn có một vài cổ phiếu nó bật trước rồi, nhưng mà cái lực cầu á nó cho thấy rằng là chưa có sự đột biến, tức là cái dòng tiền đó khả năng chỉ là dòng tiền từ tay to thôi, chứ còn nhỏ lẻ thì chưa dám mua. Cho nên nhiều khi là qua tuần sau, qua thứ hai chúng ta sẽ mở phiên ở đâu đó 1005 xong chúng ta tăng luôn cũng có thể, tại vì cái kịch bản rũ bỏ rồi rút chân bật lên á đang có quá nhiều người chúng ta nghĩ ra rồi. Mà bây giờ với cái vị mô hiện tại mà thị trường nó muốn đạp sàn luôn để chúng ta mất suy nghĩ đó thì nó lại hơi bậy bạ, đúng mà. Bây giờ mà cổ phiếu giảm khoảng tầm 3% 4% là chắc chắn rằng sẽ có cầu vào bắt, nhưng mà giảm sàn á thì sẽ không có nhiều, thì sẽ không có người bắt, thì nó sẽ mang tính rũ bỏ nhiều hơn. Nhưng mà với hiện tại vị mô đang tốt á mà tự nhiên giảm sàn thì lại hơi vô duyên. Cho nên rằng là theo Hải thì chúng ta vẫn sẽ có kịch bản là qua tuần sau thứ hai nó mở phiên đâu đó 1105 hoặc thậm chí rằng là 1107 108 và nó tăng luôn cũng có thể xảy ra. Thì bằng chứng ví dụ là phiên này, đúng không, phiên này hoặc là cái phiên mà chúng ta có vẻ như là phiên này chẳng hạn, đúng không, nó có thể sẽ mở phiên thấp ở đâu đó xong nó có cầu vào và nó kéo luôn chẳng hạn như vậy. Thì theo Hải đó là một số những cái trường hợp nó có thể xảy ra ha. Chứ còn bây giờ thì nhiều người nghĩ rằng có rủ bỏ quá thì nhiều khi chúng ta lại hơi rén cái kịch bản đó, thì Hải cũng khuyên mọi người là chúng ta nên bắt đầu chân trong chân ngoài rồi, chúng ta nên bắt đầu chúng ta mua rồi, mua một vài cổ phiếu rồi lấy vị thế rồi, chứ còn bây giờ mà chúng ta phải chờ cái mức giá thấp nhất chúng ta mới mua á thì thực tế rằng nó sẽ hơi khó, tại vì có quá nhiều người chúng ta đã chờ đợi rồi, thì việc của chúng ta bây giờ nó nên là lấy vị thế sớm để tránh cái việc là chúng ta bị lỡ tàu. Thì đó là cái lời khuyên của Hải cho cái video ngày hôm nay cũng như cho cái thị trường sắp tới. Rồi, thì đó là cái sự kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Nhìn chung thì Hải sẽ nói khá là nhiều về thị trường. Còn về cổ phiếu á, thì Hải đã có chia sẻ ở khoảng tầm là vài video gần nhất á. Đây nè, Hải có top 3 cổ phiếu canh mua nè. Và Hải có vì sao thị trường vẫn đang rất ổn á. Thì anh chị chúng ta có thể, mà chúng ta muốn biết thêm về cổ phiếu á, muốn mua cổ phiếu gì á, chúng ta có thể xem top 3 cổ phiếu canh mua của Hải. Thì Hải nghĩ rằng là cho tới hiện tại các cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu chúng ta nên mua. Thì chúng ta có thể xem lại. Còn ngày hôm nay thì Hải sẽ chỉ nhận định nhiều vào thị trường và một số những cái cổ phiếu anh chị chúng ta quan tâm mà thôi. Và trước khi chúng ta kết thúc video á, chúng ta thấy hay, hữu ích, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like, một nút đăng ký kênh ha. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thể tham gia vào group Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới mô tả mỗi video, thì Hải sẽ có tư vấn và sẽ có khuyến nghị ở trong này. Và cuối cùng thì chúng ta đừng quên cho Hải một cái phím một ở bên dưới phần bình luận để kênh nó có thêm tương tác và Hải sẽ có thêm động lực và làm những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người và xin chúc chúng ta có một cái cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân, và hy vọng là tuần sau thị trường sẽ thật là bùng nổ.